Giáo chủ đợt hai các bạn. Sườn bò đại hàng. Chiêu cuối tuần. Hello các bạn, bữa nay mình đã trở lại nhà của anh lâu quá không trở lại nhà anh Vũ độc thân vô tính các bạn. Anh Vũ lại bổ sung thêm mấy con hôm nay Vũ bổ sung thêm mấy con lobster steak, bắp nướng, mì nấm gì đây. Thịt. Nhà anh Vũ lúc gà đã xanh tươi đồ cây qua đồ lên nữa các bạn. Đẹp chưa? Còn cái sứ đẹp chưa? Còn cái củ được bự dễ sao bự luôn. Tay giật coi. Thằng này nó bự dữ mày. Mọi người ăn củ đó không tay. Cái củ này nè, nó bự bằng củ đó không? Hello. Củ nào ta? Sáng ngày chở ly nà với bánh đi bơi. Đây là vườn rau của anh Vũ đây các bạn. Trời ơi, đạt chưa? Rau. Trời, nó có nhiều là nhiều á. Quả bạc hà. Ủa, thả nó lại lại hả? À. Cuối năm á, cái lê các bạn thấy cái lê không? Lê đi. Hello, tấn đẹp trai. Đi sao? Một tấn cho ăn nhậu. Ô cái sứ thì bông đẹp quá nè. Cái bông đẹp chưa? Tôi đỏ đẹp rực rỡ luôn. Quá đẹp. Nhà anh Vũ trồng cái gì cũng đẹp, cái trồng người là không đẹp thôi mà. Ồ, con cái lê đã chưa? Ồ, mẹ cái lê kìa. Đang tưới nước không vô được các bạn, ướt. Ồ, nặng chịu quả luôn. Đây là chỗ ăn nhậu của tụi mình đây. Đẹp chưa? Này có món gì đây? Steak ngon quá vậy. Tôm cua rồi nữa. Dẫn quá. Chụp hình nó bự quá Tân. Hả? Mình chụp hình có cái thật á. Chụp hình tôi thấy con tôm bự dở man luôn. Nó đang nhịn ăn. Tốn cho tôi chai luôn, Tốn. Rồi làm tao nhịn ăn. Hả? Ở bia tao mới lấy đâu ta? Đây nè. Bia của em có bia kìa. Khui tao luôn. Này chấm muối tiêu ớt nè. Lobster của bạn, ngon quá vậy. Ở bên Mỹ là phái nữ là lady first các bạn, ưu tiên. Xà lách hả? Ghi mới hả? How's me? Nóng gì Vũ? Ừ. Nóng gì? Portabella. Cái gì? Portabella. 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 Đây xà lách đây. Này Caesar, homemade Caesar. Anh Vũ là độc thân vô tính đẹp trai làm đó các bạn. Ở đây là anh đẹp trai làm hết đó. Ủa bỏ cái gì chua lè vậy? Hả? Cái gì chua á? Cái gì? Có gì nó? Nó hỏi chua á. Chua á. Nhưng mà nó lướt quét. Bắt đi coi. Mời các bạn. I want to get away. Cái chanh năm này chanh xả. Cái đông lá, đông trái rồi
Ngon, cái chanh á. Đây mới lọc lobster các bạn. Bắt rồi mà chua. Ăn chua đấy chứ. Có chua đâu. Đâu có bánh canh đâu mà chua. Anh đang xoay lắc không? Không. Worry free from start to finish. Get a free estimate from Certified Painters today. Times may have changed. Certified Painters local service. Đồ, ăn sướng rồi mày. Vô mà các bạn. Rồi, bước đi nè, bật ra. Bước đi. Bước đi rồi, để có nướng tiếp. Mình đến, không ai mà để nướng nữa đâu. Rồi. Ăn rồi phải nóng để nó ăn thôi. Chỗ chua đâu? Không, này cái này cũng để nguyên nồi nước ngon, cái ngọt của cái nấm mình đựng ra ngọt, thích ăn cái ngọt đó, muốn rồi mình sẽ thích rồi. Bên đây các bạn, vô. Không ngon nha. Lòng rồi, bỏ cho bia lên, bỏ bay à. Bay à, bay à, bỏ gì lên. Cái rượu để đâu vậy? Trong tù đá. Ngoài hả? Trong tù đá trong. Đồ hôm nay đầy đủ, có CB rồi đàng hoàng nha. CB là tính, tính đại diện. Gió các bạn nó bay. Để mình ăn hết cái này luôn đi. Ba mình uống ly để cho hai bà uống cái cốc này đi được. Được rồi. 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 Vô đi tính, vô đầy đi, mình vô tính cái đôi luôn. Ồ, ngọt như nước mía rồi ta. Đúng đã lắm. Hả? Vô trước đi, ngửa đi. Má uống nước mà làm neo cắp tay thôi chứ bà. Em đi đủ, đi đấy đủ. Mình mới vô rồi mà. Uống, mà muốn nhắm mua rồi á. Bà uống nhiều quá. Cái dầu mỡ không à. Ăn steak phải uống này chứ. Muốn đi. Muốn đi, muốn nướng đủ, có cấm không em? Còn 12 cái nữa mà. Anh Tấn này ăn mà nhõng nhẽo quá mấy ơi. Thiếu người đút hay gì á. Rồi nè. Rau chu. Đợt 2 các bạn. Sơ bò đại hàng. Chiêu cuối tuần dài là cũng ít rồi chứ đâu có nhiều lắm đâu. Đồ bữa hôm á tuần vừa rồi ai nói mày không có rồi các bạn biết, biết tuần vừa rồi rồi nhiều cái nào không tuần vừa rồi nhậu ở đây rồi đợi đi 50 đứa kia nó tới 50 đứa kia nó tới nó đem rùi vô nhà nữa. Ngon quá hả? Thì đầu bếp này chiên về món nướng các bạn. Steak hay là gì đồ nướng ngon lắm các bạn. Ăn steak không chi? Ăn không, còn no quá Dũng ơi. No quá hả? Ăn mấy này thôi ha. Ừ, đủ rồi. Còn đâu. Steak tổng chưa nướng nữa đó. Nhiều quá, ăn không hết. Có 6 người thôi mà các bạn. 6 người mà mua 12 con lobster. Thì nữa 2 con. Muốn ăn nhiều cũng đâu được đâu bạn. Còn không đỏ còn mới ngán rồi. Lâu quá mình chưa ra clip bao nhiêu. Anh Thiên mới tới. Hello anh Thiên. Hello hello. Đẹp trai mà nóng tính. Đẹp trai mà vui tính lộn.
bệnh nghề nghiệp các bạn, làm neo cho từng cái số. Bỏ thì ăn steak không? Tăng cường thêm món mới nữa các bạn, rib eye. Happy Sunday. Happy Friend Sunday nha. Đây là nhà anh Vũ độc thân các bạn. Vẫn còn độc thân chưa tính nha. Sam, thấy ở đây không? Chỉ có ở đây mới có thôi nha. Đàn ông ngồi nhậu, đàn bà ngồi bên kia làm nail, ok. Kiếm sai chấp. Sai chấp. Bà ơi, tỉnh hết rồi các bạn. Uống đi, hai chai rượu rồi tỉnh rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.